Chào các bạn, mình là Tâm Phương Thảo. Hiện nay mình là Tâm Phương Tư vấn của Công ty Du học Tâm Đại Dương. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ. Như các bạn đã biết, là giáo dục của Hoa Kỳ là một hệ thống giáo dục tốt nhất trên toàn thế giới, có chất lượng tuyệt vời với một hệ thống trường tốt nhất, các chuyên ngành chương trình đào tạo của trường xuất sắc và sinh viên sau khi tốt nghiệp ở Hoa Kỳ thì bằng cách được công nhận trên toàn thế giới là có cơ hội việc làm rất cao. Thì hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ chia thành 4 cấp bậc. Thứ nhất là bậc trung học phổ thông. Bậc trung học phổ thông chia thành 12 cấp độ từ 1 đến 12. Học sinh đang học trung học phổ thông tại Việt Nam có thể chuyển tiếp sang Mỹ trung học trình độ tương đương. Ví dụ như một học sinh là đang học lớp 10, tốt nghiệp xong lớp 10 có thể chuyển sang lớp 11 và 12 tại Mỹ. Thì điều kiện đầu vào của trung học phổ thông tại Hoa Kỳ, thứ nhất là học sinh phải có trình độ cơ bản về anh ta như là điểm cấp cô IE hoặc điểm sáu, và học phí của trung học phổ thông thường dao động từ 10 đến 20 ngàn một năm. Thứ hai là bậc cao đẳng cộng đồng. Các trường cao đẳng cộng đồng tại Mỹ ngày càng phát triển và thu hút nhiều sinh viên Mỹ cũng như sinh viên quốc tế đến trên các nước trên toàn thế giới. Bởi vì học phí của trường cao đẳng cộng đồng thì với mức học phí thấp hơn so với các trường đại học, lớp học nhỏ, sinh viên quốc tế có thể có cơ hội tiếp xúc với các giáo sư, giảng viên tại trường. Và trường cao đẳng cộng đồng thường có mối quan hệ mật thiết với các trường trung học phổ thông và người sử dụng lao động. Các trường này, các trường cao đẳng cộng đồng có thể chia thành hai loại: trường cao đẳng cộng đồng tư và trường cao đẳng cộng đồng. Trường các chương trình cao đẳng cộng đồng gồm có hai loại hình đào tạo. Thứ nhất là chương trình cao đẳng nghề. Thì các bạn nếu mà học chương trình cao đẳng nghề sẽ học trong vòng 2 năm với bạn có thể apply. Sau khi tốt nghiệp thì bạn sẽ nhận được một bằng cao đẳng và bạn có thể đi làm ngay. Còn chương trình thứ hai là chương trình cao đẳng liên thông. Chương trình cao đẳng liên thông thì bạn sẽ học chương trình khoảng 2 năm đại học tại trường cao đẳng và sau đó sẽ chuyển tiếp 2 năm sang trường đại học liên thông hoặc là những trường đại học danh tiếng. Danh tiếng thì theo mức độ học cao đẳng của bạn. Và điều kiện nhập học của chương trình cao đẳng là có tiếng Anh đầu vào bậc IELTS 5. Nếu không có tiếng Anh thì bạn có thể là theo học một khóa tiếng Anh đầu vào tại trường cao đẳng. Thì để được vào được chương trình cao đẳng tại trường cao đẳng thì bắt buộc bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Và học phí của trường cao đẳng cộng đồng thì dao động từ 5.000 cho đến 10.000 đô một năm tùy theo mỗi trường. Thứ ba, mình muốn nói với các bạn là bậc đại học. Thì hệ thống các trường đại học tại Hoa Kỳ thì rất là phong phú, trên hơn là 3.500 trường đại học và gần 500 ngành khác nhau. Chương trình đại học kéo dài 4 năm và có hai loại hình của trường đại học công và trường đại học tư. Thứ nhất là các trường đại học công lập và gọi là State University. Các trường đại học công lập là bang, các bang chính quyền lập ra và tài trợ nhằm cung cấp một nền giáo dục và chi phí thấp cho các học sinh trong bang. Sinh viên của là những công nhân của bang, những người sống và đóng thuế cho bang, đóng tiền để đóng học phí rẻ hơn so với các sinh viên từ các bang khác và các sinh viên quốc tế trên toàn thế giới. Thứ hai là các trường đại học tư thuộc là private university. Các trường đại học tư thuộc thì ở Mỹ chiếm tỷ lệ cao và có chất lượng tốt. Một số trường có chất lượng đào tạo cao hơn so với các trường đại học công lập. Học phí các trường tư thuộc những trường là cao hơn so với các trường công lập và kinh phí lấy từ các khoản tài trợ học phí thì trợ cấp nghiên cứu và các khoản đóng góp từ sinh viên. Thì để điều kiện nhập học để vào trường đại học, thứ nhất là tiếng Anh đầu vào, các bạn phải có được cấp cô IE là 650 và là cấp cô IET là 70-80. Nếu mà bạn nào mà không có tiếng Anh thì có thể đi học cái lớp tiếng Anh trước tại các trường đại học học sinh tâm tiếng Anh. Thì bắt buộc học sinh có phải tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Thì học phí trung bình của chương trình đại học thì từ 14.000 đến 25.000 đô một năm. Thứ tư là bậc thạc sĩ. Bằng thạc sĩ tại Mỹ có giá trị nổi bật hơn so với các bằng thạc sĩ của các nước khác. Thì với loại hình đào tạo xuất sắc và kinh nghiệm vào thực hành tại các trường đại học ở Mỹ, với loại bằng thạc sĩ tại Mỹ bạn có thể có nhiều sự lựa chọn cho công việc của mình trong tương lai. Thời gian học thạc sĩ của bạn thì khoảng là 2 năm trên chương trình thạc sĩ. Điều kiện nhập học của chương trình thạc sĩ là bạn phải tốt
hiện đại học với điểm trung bình là 7 chấm trở lên. Nếu bạn nào mà chưa đủ 7 chấm này có thể yêu cầu có khóa dự bị đại học thạc sĩ từ 3 đến 4 tháng. Thì trình độ tiếng Anh để bạn vào học thạc sĩ bạn cần có bài toán IELTS 8.5 hoặc TOEFL 550 điểm trên buổi trường. Trong trường hợp bạn chưa đủ điểm tiếng Anh thì bạn có thể đăng ký khóa tiếng Anh 1 năm ở Mỹ rồi vào học thạc sĩ. Thì ngoài ra để vào học được thạc sĩ thì bạn còn phải có cái điểm gì hoặc tiếng Pháp và kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Thì học phí trung bình của chương trình thạc sĩ chỉ dao động từ 15.000 đến 18.000 đô một năm. Thì đó là những cái bậc học mà mình muốn giới thiệu cho các bạn về hệ thống giáo dục ở Mỹ. Còn nếu bạn nào mà muốn biết rõ hơn về cái ngành học, chương trình học hay trường nào để phù hợp với các bạn thì các bạn hãy liên hệ với công ty mình, công ty tư vấn du học Tâm Đại Dương, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp công ty và gặp các tư vấn viên của Tâm Đại Dương. Chào các bạn và hẹn gặp lại.